con bò giống là 2. Trại có thu mua bò thịt, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với chủ trại. Giờ là mình chắc xe bò đi Huế nha. Ai có nhu cầu bán bò thịt bò lai thì cứ liên hệ với chủ trại. Đây là dàn bò lai, giờ mình chở đi ra Huế. Đây, bơ lỡ. Anh tới đọt cái đứa bò lỡ nha. Bò bông. Bông đẹp nha. Rồi anh em là có nhu cầu mua bò lỡ rồi. Đây, lỡ bò rồi nha. Keo dài. Bò về chắc nó bò 18 thì còn chụp chứ. Bên nằm nó keng à, đây là bơ. Chân cắn. Mông nữa nha. Đây lưng dài. Bò đây khoảng 8 tháng bò rồi nha. Tiếp, còn cơ tiếp. Đây dàn bà lai nha. Bò giờ mình cho lên xe đi ra quế nha. Đây là bò lai thịt. Ai có nhu cầu bán thì cứ liên hệ trực tiếp chủ trại. Đấy, bò lai đấy. Đây mình quay lại ba bò bông lần nữa. Đây bò lỡ rồi. Đấy, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với chủ trại. Keo dài. Bò lỡ nha. Quay ra quay chìm. Rồi giờ xe bò đi ra quế. Anh em nào có nhu cầu bán bò thịt thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ trại.